Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh nhá. Chuyên loa bẫy chim điều khiển từ xa và các phụ kiện săn bẫy nha các bác nhá. Hôm nay xin giới thiệu chi tiết cho các bác để các bác nắm được về cái loa mồi chim, loa bẫy chim cao cấp nhất hiện nay nha, cao cấp nhất hiện nay. Đó là cái dòng loa AT100. Trong kênh của shop thì có nhiều clip giới thiệu về con loa này rồi, nhưng mà thời gian nó qua lâu, bài nó chìm xuống, nhiều khi các bác mới truy cập vào kênh lại chưa tìm được, thì tôi xin đăng lại cái clip này để cho các bác nào chưa cập nhật được hoặc có nào lại quên thì xem để nhớ được cái cách dùng hay là biết được chi tiết về cái loa bẫy chim mồi chim cao cấp nhất hiện nay nhá. Cái dòng loa này tôi sẽ giới thiệu với các bác, đó là cái dòng loa mồi chim điều khiển từ xa cao cấp nhất hiện nay và giá tiền cũng là cao nhất, AT100. Các bác muốn biết giá thì thời điểm các bác alo ấy thì các bác alo trực tiếp đi, thì shop sẽ báo cho các bác cái giá tại thời điểm, cái giá tốt nhất, tại vì nhiều khi cái giá là sẽ có thay đổi. Tôi đăng tải clip về lên nhưng một thời gian sau thì giá có thể nó rẻ đi, thì tốt nhất là giá là các bác alo trực tiếp đi để cho nó dễ nhé. Nhưng mà tôi chỉ giới thiệu cái loa này là cái loa cao cấp nhất nhé. Đây là cái mẫu bao bì của nó này, các bác để ý này, AT100 nhé. Dung lượng pin nói chung là nó là 4000 mAh đấy, 4000 mAh, mình chỉ dịch đơn giản như vậy thôi. Thì đây là cái vỏ bao bì của nó nhé, vỏ bao bì của nó, hàng này toàn bộ là hàng Trung Quốc rồi các bác ạ, toàn bộ hàng Trung Quốc hết nhé, không có hàng Pháp, hàng Nga đâu. Cái đấy là cái quan điểm rõ ràng nhé, hàng Trung Quốc, Trung Quốc, nhưng nó là hàng Trung Quốc trung ương, hàng nội địa đấy. Đây, đây là phía trong phụ kiện của nó nhé. Đây, phụ kiện của nó. Đặc biệt cái loa này, cái loa này khi các bác bóc ra này, các bác để ý giúp tôi, các bác để ý giúp tôi nhé. Đây, nhiều khi là các bác bảo là sao này không thấy túi, thì thưa với các bác, cái túi nằm ở phía sau này. Đây, các bác để ý cho tôi nhé, cái túi nằm ở phía sau này. Đây, phụ kiện của nó, đây là một bộ loa và những cái phụ kiện cơ bản đi theo, thì đó là cái túi vải, túi rèn di để đựng loa các bác nhé, túi vải, túi rèn di đựng loa này, cục sạc điện cho loa này, cục sạc điện cho loa. Cái cục sạc điện này thì nó là gọi là DC 9V, nhưng mà trong các trường hợp các bác bị hỏng thì có thể dùng cục sạc DC 10V sạc cho nó được. Thế DC 9V thì hơi hiếm, DC 10V sạc được nhé. Một cái dây cáp, các bác lưu ý kỹ, đây là dây cáp nhé. Và tiếp theo là phần thân loa này, phần thân loa trong túi chống sóc này, phần tay điều khiển, đây phần tay điều khiển, phần pin của tay điều khiển, đây phần pin tay điều khiển. Nhưng mà các bác lưu ý kỹ này, khi các bác nhận được hàng ấy thì cái sản phẩm mà đã được shop test rồi, test thử rồi ấy, thì cái quả pin này đã được lấy ra rồi nhé, quả pin đã lấy ra rồi và lắp vào trong tay điều khiển, lắp vào trong tay điều khiển đấy, thì cái chỗ này sẽ là trống. Cái này là phải nói rõ ràng với các bác. Một số các bác này bảo là một số các bác nhận được hàng, kiểm tra hàng này nói là cái vị trí này là vị trí này quả pin, thế tại sao lại không có pin cho tôi, hay là shop lấy mất của tôi rồi. Thì các bác lưu ý kỹ, cái này nó có một quả pin ở chỗ này và trong tay điều khiển này là chưa có pin. Đây, trong tay điều khiển này là chưa có pin này. Đây là cái bộ mới hoàn toàn nhé, trong tay điều khiển chưa có pin. Đấy, khi sản phẩm mà gửi đến cho các bác ấy, thì shop sẽ phải lắp pin vào tay điều khiển, sạc thử, test thử, ngon lành ok hết và sẽ để nguyên pin này cho các bác. Thì cái viên pin ở chỗ kia sẽ không còn nữa. Đấy, viên pin này sẽ không còn nữa. Đây là nói cụ thể với các bác như vậy nhé. Không, một số bác đòi thêm viên pin đây nữa sẽ không có đâu. Và đây là cái tờ giấy hướng dẫn, gọi là thông số của dòng loa này. Thế cái này là tiếng Trung thôi, các bác nghiên cứu. Đấy. Thế còn các bác sẽ có một cái tờ hướng dẫn bằng tiếng Việt, bằng tiếng Việt, để cho các bác nắm được rằng là ở trên loa có những nút nào, trên đây điều khiển có những nút nào và chức năng cách dùng như nào. Các bác sẽ có được tờ giấy dây trang tiếng Việt nhé. Thân loa đây, thân loa trong túi chống sóc rất là êm để cho nó đảm bảo nhé. Đây các bác, đây là thân loa này. Thì đối với dòng loa này, đó là loa AT100 các bác nhé. Nó tương tự, các bác thấy nhé, kiểu dáng nó tương tự như là dòng loa Q92. Đấy, kiểu dáng tương tự như Q92. Thì đây là những cái phụ kiện cơ bản của loa, các bác nắm kỹ giúp cho tôi, phụ kiện cơ bản của loa: túi rèn di, tay điều khiển,
cục sạc điện cho loe, cục sạc cho loe và dây cáp, các bạn lưu ý kỹ nhá, dây cáp sạc cho tay điều khiển đấy, chứ không phải là cục sạc, nó không có cục sạc cho tay điều khiển này đâu nhá, đấy không có cục sạc cho tay điều khiển này, tại vì tay điều khiển này nó dùng cái quả pin 3,7V và nguồn sạc của nó là nguồn sạc 5V chung với nguồn sạc của điện thoại, thì rất là phổ thông, các bác ở nhà đâu cũng có rồi, thì nó chỉ cho mình cái dây cáp, cái dây cáp để có cái chân này vừa cắm vào đây thôi, vừa cắm vào đây đấy, cho mình dây cáp thôi, và phía bên này ấy, là sẽ là cái đầu chân USB nha các bác nhá, đầu chân USB này đấy, đầu chân USB, thì các bác lấy cái đầu chân USB này các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại thông minh đấy, điện thoại thông minh smartphone của các bác ấy là các bác sạc cho nó được, và khi các bác cắm vào sạc trên ở giữa này nó sẽ hiện lên một cái đèn đỏ để cho báo sạc cho các bác nhé. Thế khi nào mà đèn đỏ này nó tắt đi là nó báo hiệu pin ở trong này nó đầy, báo hiệu pin trong này đầy nhé. Đấy, đấy các bạn lưu ý kỹ phụ kiện ấy, đó là chỉ có dây cáp sạc cho tay điều khiển thôi, sẽ không có cục sạc cho tay điều khiển. Thế một số bác thì bảo là thế tại sao không có sạc cho tay điều khiển, thì các bác lưu ý kỹ, đó là nhà sản xuất không có, không đưa ra, chứ các bác sẽ dùng chung với cục sạc điện thoại của mình. Đấy, đấy rồi nhá, những cái phụ kiện này là xong. Giờ đến phần thân loa chính, các bạn thấy này, đấy, thân loa toàn bộ này là bằng nhôm, bằng kim loại nhôm các bác nhé, rất là chắc chắn. Đấy, cái này thì hình thức, hình dáng là giống đặc như là loa Q92, nhưng mà cái tem của nó, cái tem của nó nhá, tem của nó thì sẽ được dán ở phía sau lưng. Đây các bác xem này, đấy, dán ở phía sau lưng. Thế còn Q92 thì nó dán ở dưới gầm, dán ở dưới gầm. Đây nhá, vẫn còn tem ốc, và cái tem vàng này là tem của kho, thì các bác lưu ý là bảo quản giúp cái shop cho cái tem này nhá. Đây, AT100, những cái thông số ở trên này thì toàn bộ tiếng Trung thôi, nó chỉ có cơ bản mấy cái mình đọc được thôi. Đây nhá, đây là mặt sau, còn đây là mặt trước của nó. Đây mặt trước của nó, đây các bác này, mặt trước của nó này. Đây, ban loa to nhá, anten ở bên cạnh, anten bên cạnh. Giờ tôi hướng dẫn mặt trên của loa này để các bác nắm được này. Cái dòng loa này là dòng loa mới nhất nhé các bác nhé, có chức năng báo đầy khi sạc pin. Đây, tôi chỉ cho các bác này. Đầu tiên là ba nút vặn nhé, thì tính từ phía ngoài này vào. Cái nút này thì tính từ phía trong về. Nút này tôi nói là cái nút giáp màn hình, các bác lưu ý nhé. Nút này là nút giáp màn hình này. Đấy, nút này nút giáp màn hình nhất nha các bác nha. Đấy, nút này là nút giáp màn hình nhất, thì nó là nút mở nguồn, nút mở nguồn các bác nhé. Đấy, nút mở nguồn, các bác vặn theo chiều kim đồng hồ, vặn lên thì là sẽ mở nguồn. Ba cái đèn này này, ba đèn có dấu ngoặc vào nhau này, cái ba đèn dấu ngoặc vào nhau này là ba đèn báo điện mức của pin, có cái này hiện tại pin đang nằm ở cái mức điện là bao nhiêu đấy, để báo điện mức của pin nhé. Thế còn cái đèn màu trắng bên cạnh đây thì là cái đèn báo sạc, có nghĩa là khi nào các bác cắm sạc vào thì cái đèn đấy nó sẽ sáng, thì nó báo là điện sạc vào. Thì khi các bác mới sạc thì nó sẽ lên đèn đỏ, cái này nó sẽ sáng đỏ đây, nó sáng đỏ nhé. Đây tôi thao tác cho các bác xem luôn. Đây, cục sạc các bác cắm vào nguồn điện lưới nhá. Khi các bác cắm vào nguồn điện lưới thì là nó sẽ lên đèn đỏ này. Chân sạc thì các bác nhìn đây này, DC 9V này, DC 9V. Nhưng mà cái này thì các bác dùng DC 10V cũng được, các bác cắm vào đây là sạc này. Đấy, thì khi các bác cắm vào ấy là cái đèn này lên màu đỏ là nó báo sạc, và khi nào cái đèn này nó chuyển thành màu xanh, khi nào nó chuyển thành màu xanh thì là pin ở trong loa đã được đầy nhé. Đấy, pin loa đã đầy, các bác chỉ căn cứ như vậy thôi. Thế còn ba cái đèn dấu ngoặc của nhau ngoài này là ba đèn báo điện mức của pin. Đấy, ba đèn báo điện mức của pin. Chân này là cái chân chân màu xanh này này, là chân truyền tín hiệu vào các bác nhé, chân truyền tín hiệu vào, có nghĩa là các bác có thể truyền nhạc từ điện thoại qua dây truyền sang đây được nhé. Thế còn chân này là chân lấy tín hiệu ra, nhưng thực ra là khi các bác cắm tai nghe vào đây
âm thanh của cái loa này nó cũng không ngắt đâu, nó không ngắt đâu, có nghĩa là nó sẽ không truyền hết âm thanh của nó sang cái thiết bị khác, mà nó chỉ phát cho nó thôi, nó chỉ phát cho nó thôi. Còn khi mà các bác cắm dây chuyền sang thiết bị khác ấy, thì bản thân nó vẫn còn âm thanh nhá, bản thân nó vẫn còn âm thanh. Đây còn cái chiếc này này, cái chiếc này gọi là nhận dây chuyền điện thoại sang thôi. Lỗ này là cái lỗ cắm USB, chân cắm USB cho các bác này. Chân TF là chân cắm thẻ nhớ nhá, chân cắm thẻ nhớ. Thế còn hai nút vặn này tiếp theo, hai nút vặn này tiếp theo, thì các bác lưu ý là hai nút vặn tiếp theo này là hai cái nút chỉnh hiệu ứng âm thanh, hiệu ứng âm thanh bass hoặc check, các bác cứ để làm sao cho nó cân bằng hoặc là nghe theo cái cảm nhận của mình về âm thanh để các bác chỉnh nhé. Trên này là màn hình, trên này là màn hình. Còn 2, 4, 5 nút này thì nút ngoài cùng này, nút ngoài cùng ở phía gần dâu anten này các bác này, gần dâu anten này là nút play stop, nút play stop nhé. Thế nút tiếp theo có cái dấu trừ này, nếu các bác ấn giữ là nó giảm âm lượng, còn các bác ấn một cái là nó sẽ nick bài nuôi cho các bác, chuyển bài nuôi cho các bác. Thế còn cái nút bên cạnh tiếp theo nữa là nút có dấu cộng, nút dấu cộng thì là các bác ấn giữ thì nó tăng âm lượng, còn ấn một cái thì là các bác sẽ nick bài tới, nick bài tới nhá. Thế nút tiếp theo, nút này tôi gọi là nút thứ tư này, 1 2 3 4 nút thứ tư. Khi các bác ấn vào nút này thì nó sẽ báo cho các bác là trong cái dữ liệu của các bác đó là thẻ nhớ hay USB có tổng bao nhiêu bài, bao nhiêu file đấy, các bác bấm lên sẽ báo nhá. Còn nút trong cùng này là nút thứ 5 này. Cái nút này tôi gọi là nút chuyển chế độ, chuyển chế độ phát. Thì các bác có thể chuyển chế độ phát từ thẻ nhớ USB đài FM. Thì đối với cái loa này thì bắt đài FM rất là tốt các bác nhá. Đây thẻ nhớ đây, tôi sẽ cắm thử thẻ nhớ cho các bác xem. Thẻ nhớ vẫn là thẻ nhớ nhỏ trực tiếp của điện thoại. Nên các bác cắm thẳng vào đây. Khi các bác cắm vào khe này này, các bác lưu ý nhá. À, cái mặt này là mặt trước của loa nhá, mặt trước của loa này. Thì các bác để cái chiều chữ này của thẻ quay lên mặt trước. Cái chiều có phần đồng này, phần dữ liệu các bác quay xuống mặt sau. Đây, các bác cắm vào đây. Đấy, cắm vào đây nhá. Xong các bác ấn xuống. Nó vẫn thấy cái độ lẫy. Vẫn thấy cái độ lẫy nhá các bác nhá. Thế còn đối với dòng loa này, khi nó vào rồi, nó vẫn thò lên một chút. Thò lên một chút rồi này. Đấy, thò lên một chút này. Thì các bác vẫn có cầm vào đây, các bác rút. Các bác giật nó vẫn ra nhá. Đấy, các bác giật thẻ nhớ nó vẫn ra. Nên lưu ý các bác như vậy nhá. Tự động thì nó không rớt. Tự động thì không rớt. Đây, dốc ngược nó không rớt nhá. Nó dốc ngược nó không rớt. Thế còn các bác mà nhúp nó ra thì nó vẫn ra được. Thế còn lấy đúng cách ấy, thì các bác ấn một lần nữa thì nó sẽ nhả lên cao hơn. Thì lúc đấy mình mới lấy. Đây là cái cách lắp thẻ nhớ nhá. Thì cái dòng loa này nó cũng là cái dòng loa cao cấp chuyên cho mồi bẫy chim nhá. Cao cấp có nghĩa là chất lượng âm thanh nó rất là chuẩn. Và khi bật lên ấy thì nó cũng nằm ở chế độ tạm dừng, nằm ở chế độ tạm dừng cho mình. Và khi các bác bấm play nó mới hoạt động. Và khi nó hoạt động rồi ấy thì nó sẽ hoạt động cho các bác chạy duy nhất một bài, chạy duy nhất một bài thôi. Đây tôi thử thao tác cho các bác luôn. Tôi nói sơ thêm mấy phần nữa này. Cái dòng loa này nó có chức năng ghi âm các bác nhé, có thêm chức năng ghi âm. Nhưng mà để cái clip sau tôi sẽ hướng dẫn cụ thể hơn để nói cho các bác nắm được thôi. Ở dòng loa này cao cấp nhất ở cái điểm ấy là âm thanh nó ấm, trong, thanh nhé, chất lượng ghi âm tốt, sóng điều khiển nhận xa. Và quan trọng nhất ấy, nó là cái thời gian dùng pin nó rất là bền. Nó bền tới 14-15 tiếng đồng hồ. Dùng liên tiếp, liên tục. Khi các bác đã sạc pin căng rồi, dùng liên tục tới 14-15 tiếng nhé các bác nhé. Đấy. Thì dòng loa này là dòng loa nó to, chất lượng âm thanh nó rõ ràng hơn là cái dòng loa Q93 nhỏ hơn. Cái bát nó nhỏ hơn thì nó sẽ không bằng cái dòng loa này. Dòng loa này cái bát nó to, chất lượng âm thanh tuyệt vời. Đấy là những cái điểm cơ bản như vậy. Thế còn mấy cái điểm về ghi âm thì tôi sẽ hướng dẫn các bác trong cái clip sau. Đây tôi thao tác thử cho các bác nhá. Trong này có thẻ rồi. Và tất cả cái dòng loa này nó đều nhận dữ liệu từ thẻ nhớ hoặc USB. Đây tôi cắm thẻ nhớ này. Tôi bật nguồn lên này. Bật nguồn lên nhá các bác nhá. Đây bật nguồn lên này. Đấy. Cái loa nó sẽ đầu tiên đấy các bác thấy này. Đây các bác thấy này. Nó hiện lên là HI này. HI. Đấy xong nó chuyển sang bài 01. Thế xong bắt đầu nó chuyển sang PAUS, có nghĩa là đang ở chế độ tạm dừng bao ship ấy. Phát là chế độ TF, có chữ TF này. Hai dấu gạch này biểu thị cho tạm dừng này. Thì lúc này các bác muốn nó chạy thì các bác bấm vào nút play. Bấm vào nút play. Đây. Thế còn cái tay điều khiển này,
Các bác muốn hoạt động được thì các bác lại gạt công thức nguồn ở phía này lên trên này. Đấy nhá, gạt lên trên thì mới được hoạt động nhá. Đây. Tôi chọn bài số 14 này. Đấy. Dòng loa này thì chất lượng âm thanh cực tốt rồi. Được các bác nhá. Đây, khi các bác mở ấn vào nút này thì nó sẽ báo có bao nhiêu bài nhé. Đây, tôi làm thử cho các bác này. Ấn nút này. Đây, nó hiện lên chữ TF và chữ 45. 0045 có nghĩa là trong cái bài này hiện giờ đang có 45 file đấy các bác nhé. 45 bài đấy. Thế khi các bác muốn nó hoạt động lại thì các bác lại bấm vào đây. Thì nó sẽ lại quay lại nhé. Nó sẽ quay lại từ bài đầu tiên. Sẽ quay lại từ bài đầu tiên cho các bác. Đấy. Thì đây là mấy điểm cơ bản về cái dòng loa AT100, dòng loa cao cấp nhất hiện nay, với thời gian dùng pin lên tới 14-15 tiếng, chất lượng âm thanh trong, to, rõ ràng. Đấy. Mọi thông tin các bác cần thêm thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở dưới màn hình nhé. Đấy. Rồi, xin chào các bác, hẹn gặp lại trong những clip giới thiệu chi tiết sau về cái dòng loa này. Dạ, xin chào các bạn.